shophaphạm.com. Thử quần mài có súng Free Fire chỉ với 10k, các bạn sẽ có cơ hội nhận ngay Scar Titan 9999 kim cương và còn nhiều vòng quay hấp dẫn chỉ có tại shophaphạm.com. Các bạn nhanh tay truy cập đường link bên dưới để tham khảo nha. Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với chương trình của mình. Thì trong mùa 18 này thì cũng có rất là nhiều anh em đang thắc mắc về cái vấn đề đó là trang bị phù hiệu cũng như là bảng ngọc của vị tướng Rat này. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em những cái bảng ngọc chuẩn ở trong mùa 18 này thì anh em có thể áp dụng nha. Thì bây giờ thì mình sẽ tháo ra thì mình lắp lại cho anh em xem. Nói chung là cái ngọc đỏ thì cũng không thay đổi gì đâu, anh em lấy cho mình 10 viên, đó là công phép và xuyên giáp phép nha. Anh em lấy cho mình 10 viên. Còn ngọc tím này thì có một chút thay đổi đó, anh em lấy cho mình đó là 8 viên công phép và hút máu phép nha, anh em lấy cho mình 8 viên. Còn 2 viên còn lại anh em lấy cho mình tốc đánh tốc chạy 1%. Còn ngọc lục thì tất nhiên là không thể thiếu được, đó chính là tốc đánh và xuyên giáp phép rồi. Cái ngọc tím mình lấy nhiều hút máu một chút để cho cái giai đoạn đi đường của anh em nó được dễ thở hơn nha, để anh em có thể là đỡ bị thua lan những vị tướng khác. Rồi bây giờ thì đến với phần phù hiệu nha. Phù hiệu thì mình sẽ đề cử cho anh em sử dụng đó là ma chú nha. Ma chú thì ở trong cái mùa này thì nó sẽ được tăng rất là nhiều sức mạnh, anh em có thể thấy là nó sẽ gây cái lần nổ thứ hai sẽ gây sát thương theo phần trăm máu đã mất của mục tiêu. Còn phần chi tiết thì anh em tự vào anh em đọc nha. Còn anh em nào mà chơi theo cái thiên địa cấu rỉa thì anh em có thể sử dụng cho mình đó là thần quang. Thần quang này chơi với Rat thì chưa bao giờ là lỗi thời cả anh em ạ. Còn ma tính ấy, thì video clip lần sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em nha. Còn bây giờ là đến phần trang bị. Trang bị thì mình sẽ đưa cho anh em hai cái bộ trang bị này. Đầu tiên là nó chỉ khác nhau với hai cái giày thôi. Anh em có thể là nhìn ở đây và anh em có thể áp dụng vào đấu danh nha. Còn ở trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ không bình luận được hết, thì mong anh em thông cảm cho mình và chúc anh em xem clip và nghe nhạc vui vẻ nha. Và anh em chưa lên cao thủ thì anh em có thể liên hệ số điện thoại ở bên dưới màn hình để chúng mình có thể hỗ trợ cho anh em cày thuê nha. Bye bye tất cả anh em.